Xin chào các bạn, mình là Tuấn Rimier. Thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cách kiếm tiền trên mạng. Thì các cách kiếm tiền trên mạng thì gồm có những phương pháp như sau. Tiếp nhất là các bạn kiếm tiền từ chính website của bạn. Cái phần thứ hai là kiếm tiền từ mạng xã hội. Cái kiếm tiền thứ ba là kiếm tiền bằng các công tác cộng tác viên cho các công ty hay là các website trên mạng. Cái thứ tư là chạy các phần mềm kiếm tiền từ trên mạng. Về phần đầu tiên thì kiếm tiền từ chính website của bạn. Ở đây có nghĩa là bạn sẽ tự tạo ra một website riêng cho bạn. Về website đó thì theo cái mục đích của bạn thì bạn có thể sử dụng là bán hàng online hay thu tiền quảng cáo từ chính website của bạn. Ở đây bạn có thể tham khảo một số website bán hàng trên mạng, ví dụ như nhóm.com, nemo.vn. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ phải tạo ra một cái website như thế này. Và bạn sẽ trưng các sản phẩm của mình, các đơn hàng của mình ở trên này cho khách hàng lựa chọn và liên hệ với bạn để mua sản phẩm. Với việc kiếm tiền từ chính website của bạn bằng việc bán hàng online, yêu cầu bạn phải có các kỹ năng về web, kỹ năng lập trang web, tìm đối tác, nơi để mua hàng, để bán hàng. Và kỹ năng quan trọng nữa tiếp theo là kỹ năng giao tiếp của bạn. Về website thì các bạn có thể tự tạo hoặc thuê một dịch vụ nào đó thiết kế cho bạn một website để bạn có thể bán hàng trên đó. Ở trong video này thì mình có giới thiệu một đường link hướng dẫn trực tiếp cho các bạn cách thiết kế một website miễn phí đơn giản nhất. Các bạn có thể thấy là trên mạng có rất nhiều các website bán hàng trên mạng. Cái thu nhập của họ rất là cao. Đó, cái điều đó là tùy thuộc. Nếu bạn đã có một cái ý tưởng bán một cái mặt hàng nào đó độc đáo hay là một cái sản phẩm thời trang nào đó độc đáo thì mình nghĩ các bạn nên làm một website để bán hàng riêng cho bạn. Như vậy thì sẽ giúp cho bạn phát triển cái khả năng kinh doanh và khả năng quản lý website cũng như là quản lý về thu nhập tài chính của bạn. Phần thứ hai ở trong cái mục 1 này là thu tiền từ quảng cáo. Thu tiền từ quảng cáo đây có nghĩa là gì? Là khi bạn có một website riêng cho bạn và số lượng truy cập một ngày của nó rất là cao, ví dụ như là từ 100 đến 1 triệu người truy cập trong một ngày, bạn có thể nghĩ đến việc quảng cáo trực tiếp trên website của bạn. Ở đây mình có thể ví dụ như trang nhạc của tôi.com. Website này có lượng truy cập hàng triệu lượt truy cập trong một ngày, thì cái website này có đăng rất nhiều cái quảng cáo, thì bạn có thể xác định là làm một cái website có lượt truy cập đông thì bạn có thể cho các công ty tổ chức đăng quảng cáo lên website của bạn để thu tiền. Thì như đây ở ngoài trang chủ của nhà của tôi thì bạn có thấy rất nhiều cái banner trên cùng góc trái góc phải, và khi vào nghe mỗi một bài hát thì bạn cũng có thể thấy những cái quảng cáo khác. Từ đây như các bạn có thấy thì đây là phía dưới, ngay phía dưới phần video này các bạn có thể để ngay được một cái banner quảng cáo. Cái banner quảng cáo này thì các bạn lấy nguồn từ web các cái công ty mà cho phép kiếm tiền dựa theo lượt truy cập ở nước ngoài. Các bạn có thể lấy cái đoạn code đó và dán vào phía dưới cái video này để có tiền. Và cái mục tiếp theo mình muốn giới thiệu là việc kiếm tiền từ mạng xã hội. Mạng xã hội ở đây thì mình sẽ giới thiệu hai cái mạng xã hội mà được quan tâm nhất hiện nay, đó là mạng xã hội Facebook. Thì bạn trên Facebook thì bạn có thể bán hàng online hoặc tiếp thị sản phẩm cho bạn trên đó. Đầu tiên mình sẽ đi vào phần Facebook. Trên Facebook hiện nay bạn thường xuyên thấy những quảng cáo của những cái shop thời trang. Hiện nay thì việc kinh doanh các cái mặt hàng thời trang, ăn uống, giải trí trên Facebook rất là hiệu quả. Vì sao các bạn biết không? Tại vì cái tỷ lệ độ tuổi tham gia Facebook ở Việt Nam chủ yếu đa phần chiếm đến 80%, 70-80% là độ tuổi từ 13-25. Thì dựa theo cái ưu điểm này thì nhiều người cá nhân đã sử dụng Facebook để là cái phương tiện mũi nhọn để quảng cáo sản phẩm mình trên mạng. Thì làm sao để các bạn có được một cái Facebook để bán hàng online? Thì mình cũng có một cái video hướng dẫn và tạo một cái fanpage ở trên Facebook. Thì việc tạo một fanpage trên Facebook thì giúp bạn tiếp cận được nhiều người, nhiều đối tượng khách hàng ở trên Facebook một cách trực tiếp. Thì làm sao để Facebook của bạn hiệu quả và nhiều người biết đến thì tất cả dựa vào cái lượt like trên Facebook. Cái lượt like trên Facebook là cái thể hiện một cách khách quan nhất cái số lượng người biết đến cái shop thời trang của bạn, và là cũng chính là cái đối tượng sẽ tiếp xúc với những cái quảng cáo trên fanpage của bạn. Mình ví dụ ở đây, khi mà bạn đăng một cái mẫu sản phẩm mới, cái mẫu quần áo mới, ví dụ ở đây, quần áo mới ở đây,
thì trong 128.000 người bạn thấy đây, thì mỗi một cái tin bạn đăng thì có thể là 1/3 cái số lượng thành viên trong fanpage này sẽ được tiếp cận và đọc qua cái thông báo của bạn. 1/3 cái số lượng 128.000 người này, tỷ lệ khách mua hàng của bạn sẽ rất là cao. Và để có một cái trang fanpage lớn mạnh và chất lượng thì mình cũng có một cái video hướng dẫn là cách tăng like fanpage hiệu quả nhất. Bên cạnh việc bán hàng online ở trên Facebook, bạn cũng có thể thu được doanh thu từ việc quảng cáo ở trên Facebook như sau. Mình ví dụ như một trang fanpage của Chipu đi, thì các bạn để ý trên trang fanpage của Chipu, đây là trang cá nhân của Chipu, thì cũng như trang fanpage của Chipu thì cái số lượng người like cũng như số lượng người theo dõi của Chipu khá là cao ở trên Facebook. Thì dựa vào cái lượt theo dõi và cái lượt like trên trang fanpage của một hot girl nổi tiếng như thế này, thì bạn có thể đăng quảng cáo dựa trên mỗi status của bạn hay là một cái hình ảnh nào đó của bạn. Mình ví dụ ở đây thì Chipu có thể nhận được đơn hàng quảng cáo từ một cái công ty tổ chức nào đó, ví dụ một cái số thời trang nào đó, thì muốn quảng cáo thì Chipu có thể là mặc một bộ trang phục cái số thời trang đó và đăng một status ở trên này, thì cái lượt người theo dõi và quan tâm đến cái sản phẩm mà thời trang mà Chipu đã mặc thì rất là cao. Vì thế nên là hiện nay một số cái trang fanpage của ca sĩ, các hot girl nổi tiếng thì kiếm tiền rất là nhiều dựa vào việc đăng các status quảng cáo ở trên fanpage. Bên cạnh đó, nếu mà bạn không phải là hot girl hay hot boy gì đó thì bạn có thể tạo một cái trang nào đó mà có lượt like hay lượt truy cập gọi là khủng để nhận làm quảng cáo, tăng các status quảng cáo. Đây mình ví dụ như một trang ở đây, một trang cộng đồng hài đi, cộng đồng hài. Ở đây thì có đến tận 119.000 người like. Vì vậy nên là bạn có thể là có một trang fanpage, sở hữu một trang fanpage và có thể thu tiền quảng cáo từ việc đăng các status trên fanpage. Tiếp theo là phần kiếm tiền từ mạng xã hội YouTube. Thì hiện nay nhiều bạn cũng còn chưa biết nhiều đến việc kiếm tiền từ YouTube như thế nào. Bây giờ cụ thể thì mình cũng vào trang YouTube để giới thiệu luôn cho các bạn để hình dung. Các bạn vào YouTube, các bạn kiếm tiền trên YouTube bằng cách như thế nào? Là đầu tiên bạn phải có một tài khoản để vào YouTube, và bạn có thể tạo một cái video clip cho bạn đăng lên YouTube. Ở đây mình ví dụ một cái YouTube người dùng đăng lên trên YouTube, đăng lên YouTube thì các bạn chú ý ở đây, trên YouTube này có lượt truy cập là 140.000 người. Thì bạn có thể kiếm tiền bằng cách là đăng một cái video lên và kiếm tiền từ số lượng truy cập video của bạn ở trên YouTube. Thì trên YouTube thì đã có một số cái mức giá cho cái lượt truy cập trên mỗi cái video của bạn. Mình ví dụ như cái video này thì 140.000 là bạn có thể kiếm được 2 triệu. Tương tự như Facebook thì bạn có thể cũng có quảng cáo được ở trên YouTube dựa vào cái lượt truy cập cái video của bạn lớn. Thì bạn có thể tạo một cái quảng cáo đặt ngay ở trên video này cho một cái công ty hay một cái sản phẩm nào đó. Đó, thì bạn có thể thu tiền từ những cái quảng cáo như vậy. Thì muốn kiếm tiền trên YouTube thì bạn cần phải có một số lưu ý khác. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn là các bạn kiếm tiền từ trên YouTube và hướng dẫn các bạn để trở thành đối tác của YouTube. Các bạn nhớ cần nhập link ở ngay phía dưới video này. Cái thứ ba mình có thể giới thiệu đây là việc kiếm tiền bằng cộng tác viên. Bạn có thể đăng ký cộng tác viên cho một cái website nào đó, và khi đăng ký cho một website đó thì bạn sẽ được cung cấp một cái tài khoản, một cái gian hàng để bạn bán hàng ở trên đó, bán hàng trực tiếp trên đó. Việc kiếm tiền bằng cộng tác viên, khi giới thiệu thành viên thì bạn sẽ được chia hoa hồng dựa theo cái số lượng mà bạn giới thiệu, và cái năng suất bán hàng dựa theo cái số lượng người mà bạn giới thiệu đó thì bạn sẽ thu được một số tiền nào đó. Thì ở đây mình ví dụ các trang website bán hàng có thể tham khảo trang vườnda.com. Thì cái đăng ký gian hàng như thế này, bạn sẽ được các cái chủ website cho bạn đăng ký. Ở đây thì bạn có thể nhìn thấy là có rất nhiều gian hàng. Đây, các bạn có thể click vào đây xem các gian hàng. Gian hàng có đầy đủ mọi lĩnh vực: điện thoại, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thực phẩm, đồ uống, sách, đồ văn phòng, sắc đẹp, dịch vụ giải trí. Nếu bạn muốn kinh doanh một cái mặt hàng nào đó mà muốn
có thêm cái lượt khách hàng biết tới, hay có thêm cái lượt người mua hàng, thì bạn có thể khởi tạo một cái gian hàng ở trên vatgia.com. Thì bạn có thể vào đăng ký, ở đăng ký thành viên hoặc đăng ký gian hàng. Đây, đăng ký thành viên hoặc đăng ký gian hàng. Sau khi đăng ký thành viên hoặc đăng ký gian hàng thì bạn sẽ được cung cấp cho một cái giao diện của vật giá thì chỉnh cho bạn, thì bạn có thể đăng cái gian hàng của bạn lên. Thì đó thì bạn có thể tùy chỉnh lại cái phần giao diện, như là cái phần thông tin liên hệ đến với cái cửa hàng hay là cá nhân của bạn. Còn việc giới thiệu thành viên cộng tác viên bằng công tác cộng tác viên thì bạn cũng tương tự như vậy, cũng có một số cái công ty tổ chức có một website nào đó, khi bạn đăng ký làm thành viên thì bạn sẽ được cung cấp một cái mã thành viên, và sau đó từ cái mã thành viên này thì bạn sẽ đi đăng quảng cáo và giới thiệu các thành viên khác, thì để đăng nhập vào hệ thống đó thông qua cái mã thành viên của bạn. Cái khi đó bạn giới thiệu một thành viên sẽ được tăng vào trong cái số lượng là người bạn đã giới thiệu, và cái khoản hoa hồng bạn sẽ được tăng theo, tùy thuộc vào từng cái công ty khác nhau, mức hoa hồng khác nhau. Về phần thứ tư, mình sẽ giới thiệu đây là chạy các phần mềm kiếm tiền trên mạng. Phần mềm kiếm tiền trên mạng thì cũng có rất là nhiều, mà hiện nay thì ở Việt Nam thì cũng có một số cái tổ chức, công ty có chương trình các phần mềm mà chạy kiếm tiền trên mạng dựa theo các cái định dạng, như là các website web chạy sub hay là các cái phần mềm có captcha. Thì một số công ty Việt Nam thôi nhé, còn một số còn lại thì các bạn nên lưu ý trước khi lựa chọn cái công việc là có captcha hay là các cái web sub tại Việt Nam, thì không như một số cái quảng cáo mà họ giới thiệu một ngày bạn có thể kiếm 5-10 đô. Trên đây là một số cái kinh nghiệm cơ bản của mình và một số cái hiểu biết cơ bản của mình. Nếu mà các bạn nào có nhiều cái phương pháp kiếm tiền hay, các bạn có thể chia sẻ với mình hoặc là với mọi người cái comment phía dưới video giúp mình. Chúc các bạn xác định được một hình thức kiếm tiền trên mạng cách hiệu quả nhất. Và điều quan trọng tiếp theo là nhớ like và subscribe cho cái video của mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.